Tại sao tiểu đường? Và tại sao những người nhịn ăn mà tiểu đường lại lại ok hơn? Cái chuyện mà cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện mà nhịn ăn, mình tiểu đường mình tiếp 2 á, là do insulin không có tiết ra được nữa. Mà insulin tiết ra từ cái đầu tụy á, mà nó tiết không được là tại sao? Tại mình ăn cả ngày, ăn bánh, ăn kẹo, cái gì đốt 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 cả ngày, đốt ra thì thằng đường á, khi nó ăn nó vô chất ngọt vô thì cái thằng insulin phải đốt nó để cho nó thành cái năng lượng để nuôi dưỡng cơ thể mình. Nhưng mà làm thì thời gian nó mệt, mà đóng lạnh rồi đóng cửa, mà đóng cửa là tiểu đường tiếp 2, thấy chưa? Nhưng mà cái sai lầm của mình á, thay vì mình điều chỉnh lại bằng cái cách ăn uống của mình, mình lại uống thuốc vô, mình lại chích insulin vô, mà hãy cần uống thuốc vô, mình chích insulin vô, thì cái gì xuất hiện? Thì cơ thể mình lần lần tuyến tụy không hoạt động nữa, để cho cái thằng thuốc nó làm việc thôi. Rồi đến một lúc nào liệt hoàn toàn, bất trị. Thấy không? Là bây giờ tới giờ y khoa ta không nói tiểu đường phải điều trị suốt đời, huyết áp phải điều trị suốt đời, có phải như vậy không? Cái chuyện mà quan trọng của cái thứ hai đó là hút không khí. Đây nè, trường hợp chuyện gì đau, trường hợp anh chia đau ha, do cái axit tăng trong máu. Thì bây giờ nghe lời tôi, sau khi làm xong rồi buổi sáng đứng dậy hút, nhiều nào tốt nấy. Và tôi hay thường nói là bỏ một giờ đồng hồ sống chậm. Sống chậm có nghĩa là gì? Ta quên hết sự đời đi, sáng thức dậy sớm 5 giờ tới 6 giờ giờ của mình, mình đi thiệt là chậm, hốt không khí, lấy không khí. Có bớt à? Đó, thì nó bớt chứ. Rồi ông này được Nha Trang, ông là có cái may mắn ở mình có được cái biển. Anh kia ở Ninh Thuận là được cái may mắn mình ở được vùng biển, cái không khí nó chưa đến nỗi mà ô nhiễm, nó vẫn còn trong lành, chịu khó chạy ra biển chút xíu, mình hốt lấy không khí trong lành, mình lấy trong đó. Tại mình hiểu nên một điều gì, ở trong không khí mình chỉ có 20% là oxy thôi, mà 80% là chất trơ. Nếu như mình hốt được như vậy, oxy vô đầy đủ, mà thấy đầy đủ rồi thì có oxy trong cơ thể đầy đủ thì không bệnh tật. Con người ta bệnh tật là do thiếu oxy, phải hiểu cái điều đó. Bây giờ phải tự cứu lấy mình, cho nên đừng có coi thường cái chuyện mà nó hốt vậy thôi là thấy nhẹ nhàng, không phải đâu. Nghe lời tôi làm thử coi, mọi người sẽ thấy tất cả những cái đau nhức của mình hoàn toàn biến mất hết. Ngày xưa tôi bị suy giãn tích mạch chân nè, hai cái cổ chân tôi đi bộ chừng 1 km nó sưng lên nè, mà giờ tôi hốt không vậy sạch bách hết rồi. Khi mình hốt vô oxy, mình thở từ từ ra, mình đẩy cái gì? Đẩy cái axit ra, đẩy khí carbonic ra, và mình thắng mình bằng cái cách lấy cái hơi thở. Và đừng bao giờ quên, khi nào tôi cảnh báo mọi người một điều, khi nào mà mình cảm thấy mình làm biến hốt thở là biết mình sắp tiêu rồi đó. Thật sự mà nói, có những lúc mình làm biến hốt thở, mà khi nào mình làm biến mà mình biết là sắp sửa là thượng đế mời mình về đảnh, phải không? Thành ra phải nán. Nói bây giờ thôi, bây giờ cho xin visa thêm đi, phải không? Để mình tập, mình sống, mình kéo dài cuộc sống của mình. Mình cuối cùng là một cái mà bao giờ tôi cũng nhắc, đó là phải trường đá, đừng bao giờ quên. Mỗi người ít nhất là 2 cặp đá mà để trường. Hốp đi anh em, trường game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832-186-688 hoặc 0983-581-652.